Năm giới ác không làm, năm điều lành đã làm. Bây giờ qua tới cái tâm. Cái thứ nhất là sắc quận, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Cái thứ nhì là thọ quận, là gồm có dây thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Cái thứ ba là tưởng quận, là cái đầu óc, gồm có dây thần kinh óc, là cái chỗ phân biệt những cái cảm giác. Từ đây mới là có sự đau khổ đấy. Rồi hành quẩn là ý chí, sau khi tư tưởng phân biệt rồi, nó đắn đo lựa chọn suy tư để quyết định hành động bằng thân, bằng miệng, thì đó là hành quẩn. Còn thức quẩn là sau khi hành động rồi, cái kho nó chứa tất cả những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước ở trong cái kho, thì đó kêu là thức quẩn. Tóm lại, sắc quẩn là chưa có cái biết, thọ quẩn là có cái biết mà chưa phân biệt, tưởng quẩn là có cái biết mà có sự phân biệt rõ ràng, còn hành quẩn là có cái biết mà có sự đắn đo, lựa chọn, suy tính để quyết định hành động. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, tội phước đã làm trong cuộc sống. Thì tôi đã nói với quý vị rồi, đó là cái tâm của mình. Hôm nay chỉ giảng đại cương thôi, rồi lần lần chúng ta khá mẫu giáo mới qua lớp 1, lớp 2, là đi sâu vào cái tiến trình đó một chút. Tiến trình của năm quẩn đây là mới nói về bốn đường ác thôi, còn bốn đường thiện khác, rồi tới bậc thánh khác nữa, rồi tới Bồ Tát và Như Lai nó khác nữa. Nhưng bây giờ chúng ta nói lúc mẫu giáo thôi. Thì chúng ta nhìn trong sắc thân mình, thì cái tiến trình năm quẩn đầu tiên là sắc quẩn. Quẩn là gom nhóm đúc kết lại, sắc là có hình tướng, là những cái gom nhóm lại có hình tướng chúng ta thấy và nắm bắt được. Thì trên sắc thân mình đó, một là con mắt, hai cặp mắt, còn cái thứ hai là lỗ tai, cái thứ ba là hai cái lỗ mũi, cái thứ tư là cái miệng, cái thứ năm là cái ốc, cái thứ tư là cái năm là sắc thân, thứ sáu là cái đầu óc. Thì chúng ta thấy cái đó gọi là sắc quẩn. Thì nó phải tiếp xúc với sự vật, sắc quẩn đó là vô thường, là cái nhận thức của chúng ta nãy tôi có giảng. Còn đối tượng con mắt đó là sắc, đối tượng lỗ tai là thinh. Ví dụ như tôi nhìn thấy cái bông, thì con mắt tôi đó với cái bông là sắc quẩn. Thì con mắt tôi đó nhìn thấy thì cái cảm giác dây thần kinh mới phát hiện. Thì đầu tiên con mắt và cái bông là sắc quẩn, tức là có sự vật mà chưa có cái biết, chưa có cái biết. Thì con mắt tôi và cái bông là sự vật, là sắc quẩn, là do đất nước lửa gió gom nhóm kết lại. Rồi thọ quẩn là khi cái bông này nằm trên trồng đen của tôi, thì trên trồng đen tôi có dây thần kinh thị giác, thì dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái bông ở trên trồng đen, chứ không phải có bông ngoài. Cái bông ngoài là con mắt, cái trồng đen tiếp xúc bông ở ngoài, thì cái bông mới nằm trên trồng đen, thì dây thần kinh mới tiếp xúc với cái bông trên trồng đen, thì dây thần kinh bắt đầu rung động cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu hay dửng dưng, không dễ, không khó. Thì cái cảm giác này kêu là thọ quẩn. Thọ là nhận chịu, quẩn là xúc tích. Rồi nhận chịu mà cái ta lại do tôi có sẵn, coi là tôi thấy thích cái bông này thì là cảm giác dễ chịu, tôi thấy không thích là cảm giác khó chịu. Rồi tôi tỉnh queo, tôi không thấy thích mà không thấy về không thích nữa, thì đó là bất lạc bất khổ. Rồi cái tư tưởng sau khi tiếp xúc được với cái cảm giác dễ chịu chịu này, nó mới phân biệt tại sao mình có cảm giác dễ chịu. Thì cái bông này nó đẹp, nó mới phân biệt cái bông này nó đẹp, cái bông này nó xấu.
thì cái cảm giác mà phân biệt được là nhờ cái alaya, tức là số vốn kinh nghiệm kiến thức ký ức của mình, thì do ý chí là mật ma cung cấp, moi trong đó cung cấp chất liệu cho nó, thì nó mới phân biệt được. Ví dụ cái bông này tôi cảm thấy thích, tại sao thích? Thì nó, tôi thích nó màu vàng, nó hợp với cái tâm tưởng của tôi. Bây giờ tôi thấy được cái chân này quá khéo, thành ra tôi thích chân làm sao được như vậy. Thì bây giờ cái ý chí là mặt na nó moi trong ai lại ra cung cấp tư tưởng, bắt đầu mới phân biệt. Thì cái phân biệt này là tưởng quẩn, thành ra tưởng quẩn mà nó phân biệt được là nhờ có thọ quẩn, mà thọ quẩn mà nó cảm giác được là nhờ có sắc quẩn. Nó liên tục vậy. Khi con mắt tiếp xúc sự vật là sắc quẩn, rồi dây thần kinh tiếp xúc với cái bông trên mắt thì cảm giác bắt đầu phát hiện. Rồi cảm giác phát hiện nhờ có cảm giác này đưa lên óc, thì tư tưởng mới nhờ kinh nghiệm kiến thức từ mặt na moi trong đó cung cấp, tư tưởng bắt đầu phân biệt. Mà cái bông này đẹp, bây giờ mình về mình hỏi làm sao mua cái bông này để trưng bàn Phật, thì cái tính toán này đó là hành quẩn chứ không phải là thức, không phải là tưởng quẩn. Tưởng quẩn chỉ phân biệt thôi, rồi hành quẩn bắt đầu mới nói giờ hỏi sư cô coi Phật tử nhà mua bông ở đâu mà đẹp quá vậy, rồi mình mua về mình trưng bàn Phật. Thì cái ý chí này bàn vậy đó, thì nó mới điều khiển cái miệng đi hỏi, cái thân đi đến đó gặp sư cô, cái miệng mới hỏi. Thì đây là thân nghiệp và khẩu nghiệp, tất cả đều do ý chí.